shopping. Sau khi học xong bài học này, các em cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn và từ vựng về các loại thực phẩm. 2. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm. 3. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm. 4. Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm. 5. Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ hoặc siêu thị tuần trước và hiện tại. Bacon. Ham. Pork. Salmon. Marmalade. Porridge. Vermicelli. Spring roll. Dumplings. Fried egg. Grilled pork vermicelli. Present perfect versus past simple. Present perfect. Clue word. Ever. Never. Since. So far. Yet. Past simple. Clue word. Last. Ago. Yesterday. Present perfect. Subject plus have or has plus past participle. I have studied. You have studied. He has studied. We have studied. You have studied. They have studied. Past simple. Subject plus past simple. I studied. You studied. He studied. We studied. You studied. They studied. Present perfect. Subject plus have or has plus not plus past participle. I haven't studied. You haven't studied. He hasn't studied. We haven't studied. You haven't studied. They haven't studied. Past simple. Subject plus did not or didn't plus infinitive verb. I didn't study. You didn't study. He didn't study. She didn't study. It didn't study. We didn't study. You didn't study. They didn't study. Present perfect. Have or has plus subject plus past participle? Have I studied? Have you studied? Has he studied? Have we studied? Have you studied? Have they studied? Past simple. Did plus subject plus infinitive verb. Did I study? Did you study? Did he study? Did she study? Did it study? Did we study? Did you study? Did they study? Present perfect refers to unfinished actions that started in the past and continue to the present. Past simple refers to finished actions in the past. Thì hiện tại hoàn thành miêu tả hành động bắt đầu trong quá khứ, nhưng còn kéo dài đến hiện tại. Thì quá khứ miêu tả hành động xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ. I've known Julie for 10 years and I still know her. Tôi quen Julie 10 năm nay rồi, đến bây giờ tôi vẫn quen biết cô ấy. I knew Julie for 10 years, but then she moved away and we lost touch. Ví dụ 2 ở thì quá khứ được hiểu rằng, tôi đã quen biết Julie từ 10 năm trước. Cô ấy đã chuyển đi nơi khác và chúng tôi mất liên lạc kể từ. Present perfect refers to a finished action in someone's life, when the person is still alive, life experience. Past simple refers to a finished action in someone's life, when the person is dead. Thì hiện tại hoàn thành miêu tả hành động mang tính trải nghiệm của một người, thì quá khứ miêu tả hành động mang tính trải nghiệm của một người không còn sống nữa. My brother has been to Mexico 3 times. Anh trai tôi đã tới Mexico 3 lần. My great grandmother went to Mexico 3 times. Ở ví dụ này chúng ta hiểu rằng, bà tôi đã tới Mexico 3 lần khi bà còn sống. Present perfect refers to a finished action with a result in the present. Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vào kết quả hiện tại của hành động đã kết thúc.
Past simple refers to a finished action with no result in the present. Thì quá khứ thường chỉ miêu tả hành động đã kết thúc mà không quan tâm đến kết quả. I've lost my keys. The result is that I can't get into my house now. Tôi bị mất chìa khóa và kết quả là tôi không thể vào trong nhà được. I lost my keys yesterday. It was terrible. Now there is no result. I got new keys yesterday. Ngày hôm qua tôi bị mất chìa khóa. Thật khủng khiếp đấy. Bây giờ thì chẳng sao cả vì tôi đã có chìa khóa mới từ hôm. Present perfect refers to actions with an unfinished time word, this week, this month, today. Thì hiện tại hoàn thành miêu tả hành động cùng các trạng từ là các từ chỉ thời gian chưa kết thúc, như tuần này, tháng này, ngày hôm nay. Past simple refers to actions with a finished time word, last week, last month, yesterday. Thì quá khứ miêu tả hành động cùng các trạng từ là các từ chỉ thời gian đã qua, như tuần trước, tháng trước, ngày hôm qua. I've seen John this week. I saw John last week. Have you ever eaten dumplings? Yes, I have. I ate dumpling last spring. It was quite good. Bạn đã bao giờ ăn sủi cảo chưa? Mình đã từng ăn sủi cảo rồi. Mình ăn hồi mùa xuân năm ngoái. Khá là ngon. Have you ever eaten salmon? Yes, I have. I ate it with my friends. It was really good. Bạn đã bao giờ ăn cá hồi chưa? Tớ ăn rồi. Tớ ăn cùng bạn bè. Nó thực sự ngon đấy. Have you ever eaten spring rolls? No, I haven't. Are spring rolls eaten hot or cold? Hot is the best. I ate them at my Vietnamese friend's birthday party. Bạn đã bao giờ ăn nem chưa? Tớ chưa. Chả nem ăn nóng hay lạnh nhỉ? Ăn nóng là ngon nhất. Tớ được ăn nem trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn Việt Nam. Have you ever drunk wine? Yes, I have. I drank some wine at my brother's wedding party. Bạn đã bao giờ uống rượu chưa? Tớ uống rồi. Tớ uống một ít rượu trong tiệc cưới của anh trai tớ. Have you ever drunk beer from a shoe? No, I haven't. Yucky. Bạn đã bao giờ uống bia từ một chiếc giày chưa? Chưa. Eo, khiếp. Hi. Did you ever drink and drive? No. If I know I need to drive, or even think I might need to drive, I do not touch alcohol at all. It is just not worth the risk. Bạn đã bao giờ uống rượu rồi lái xe chưa? Hi. Không. Nếu tôi biết tôi cần lái xe, hoặc thậm chí nghĩ rằng tôi có thể cần lái xe, tôi hoàn toàn không chạm vào rượu. Nó thật không đáng để mạo hiểm. Shopping topic. Do you enjoy shopping? Bạn có thích mua sắm không? Well, I love shopping because spending time on some of my favorite and essential things makes me feel happy. Tôi thích mua sắm. Vì dành thời gian cho một số thứ mình yêu thích và thiết yếu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. I like to go shopping with my friends. Sometimes I don't buy anything and just go round and round shopping malls. Tôi thích đi mua sắm với bạn bè của tôi. Thỉnh thoảng, tôi không mua bất cứ thứ gì và chỉ đi vòng quanh các quầy hàng. Do you often go shopping for personal items? Bạn có thường đi mua sắm các vật dụng cá nhân không? When I can afford it, yes, my college is in the city center and I do a lot of window shopping. However, I'm on a tight budget because I'm still a student, so I have to be careful with money. Chỉ khi tôi có đủ khả năng chi trả thôi. Trường tôi ở trung tâm thành phố và tôi đi ngắm là chính. Tôi vẫn còn là một sinh viên, tiền bạc còn eo hẹp nên tôi phải cẩn thận trong chi tiêu. How often do you go shopping? Bao lâu bạn mới đi mua sắm một lần? Almost every weekend, but usually, I don't plan in advance. I'm a very spontaneous person and my shopping habit reflects that perfectly. There are so many times when I just walked past a nice dress in a store and decided that I had to have it so I bought it without a second thought.
hầu như mỗi cuối tuần. Nhưng thông thường, tôi không lên kế hoạch trước. Tôi là một người rất tự phát, và thói quen mua sắm của tôi phản ánh điều đó một cách hoàn hảo. Đã có rất nhiều lần tôi chỉ đi ngang qua một chiếc váy đẹp trong cửa hàng, và quyết định rằng tôi phải có nó nên tôi đã mua nó mà không cần suy nghĩ một giây nào. Are there many shops where you live? Ở nơi bạn sống có nhiều cửa hàng không? We've got many local shops nearby and many of them are the big high street names. Chúng tôi có nhiều cửa hàng gần đó và nhiều trong số đó là những tên tuổi lớn. How do you feel about shopping? Bạn cảm thấy thế nào về việc mua sắm? Well, for me, shopping is a soothing and relaxing experience. It is about buying some essential groceries or maybe spending spree sometimes. But I would like to mention that I mostly shop for clothes. Đối với tôi, mua sắm là một trải nghiệm nhẹ nhàng và thư giãn. Đôi khi là việc mua một số thứ thiết yếu ở cửa hàng tạp hóa, hoặc đôi khi có thể chi tiêu ăn uống. Nhưng, tôi muốn nói rằng tôi chủ yếu vẫn là mua sắm quần áo. What do you shop for? Bạn thường hay mua sắm Most gì? Most of the time, I buy clothes. I get bored easily so I always want to see a new me every day. That's why I buy a lot of clothes so I never have to wear the same outfit for a whole month. Hầu hết thời gian, tôi mua quần áo. Tôi nhanh chán vì vậy tôi luôn muốn thấy mình mới mỗi ngày. Đó là lý do tại sao tôi mua rất nhiều quần áo, để tôi không bao giờ phải mặc trang phục giống nhau trong cả tháng. Where do you usually shop? Bạn thường mua sắm ở đâu? I don't have any certain place to shop at. Well, I did when I was at home. I always went to market to shop for clothes. Their clothes are not high quality. But here, my college is in the center of a dynamic city. I can buy whatever I like. Tôi không mua sắm cố định ở một cửa hàng nào. Vâng, tôi đã làm thế khi tôi ở nhà. Tôi luôn đi chợ để mua sắm quần áo. Quần áo của họ chất lượng không cao. Nhưng ở đây, trường tôi nằm ở trung tâm của một thành phố năng động. Tôi có thể mua bất cứ thứ gì tôi thích. Is shopping a popular activity in your country? Mua sắm có phải là một hoạt động phổ biến ở quốc gia bạn? Yes, it's very popular. Weekends are the busiest shopping days of the week, and lots of people treat shopping as a kind of leisure activity, rather than something practical. Vâng, nó rất phổ biến. Cuối tuần là những ngày mua sắm bận rộn nhất trong tuần, và rất nhiều người coi việc mua sắm là một loại hoạt động giải trí, thay vì là một việc gì đó thiết thực hơn. What was the most recent thing you bought? Thứ gần đây nhất bạn mua là gì? I bought a pair of shoes last weekend. I tried to shop around to see if I could pick up a bargain. This was in the middle of the summer sales and wherever you went prices were being slashed on big. Being a student I'm on a tight budget so I have to be careful with buying things of brand names. Tôi đã mua một đôi giày vào cuối tuần trước. Tôi đã đi vòng vòng để xem liệu tôi có thể nhận được một món hời không. Hi hi. Lúc đó đang giữa mùa hè và bất cứ nơi nào giá cả hàng hóa đều giảm mạnh. Là một sinh viên, tiền bạc eo hẹp nên tôi phải cẩn thận với việc mua những thứ có thương hiệu. Who does most of the shopping in your household? Ai thực hiện hầu hết việc mua sắm trong gia đình bạn? There isn't one person who does most of the shopping. I'd say it's a shared responsibility because we tend to go shopping together as a family. Không có ai thực hiện hầu hết việc mua sắm cả. Tôi muốn nói đó là trách nhiệm chung. Vì gia đình tôi có xu hướng đi mua sắm cùng nhau. Do you shop online? Bạn có mua hàng trực tuyến không? Currently, I do all of my shopping at Big C, but in the future, I would like to buy things through e-commerce. Online shopping is convenient because people can do it anywhere at any time. Hiện tại, tôi thực hiện tất cả việc mua sắm tại Big C. Nhưng trong tương lai, tôi muốn mua đồ thông qua các trang thương mại điện tử. Mua sắm trực tuyến thuận tiện vì mọi người có thể làm bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Để giúp các bạn hoàn thành bài viết kể về một buổi đi chợ, cô đưa ra một số câu hỏi gợi ý, chúc các bạn có bài viết tốt. Hi hi. Where do you live? How often do you do shopping? When did you do your last shopping? With whom? Where? What did you buy? For whom? What did you think of the quality? The price?
When did you go home? Were you tired?